quý vị đang đến với chương trình Dainty Cùng Sao. Em xin lỗi mọi người. Lần riêng. Em quay phim bị dập môi. Môi em đang bị sưng á. Mẹ nó cáo. Đây. Cái này bánh gì mà lột da, lột da. Bánh tay lột. Go. Để em nào nè. Sáng trả nhiều chiếc sáng. Đang làm cái gì chị đó? Và đêm nay các vị khách mời của chương trình sẽ là cùng hai vị khán giả của chương trình, họ là ai? Dạ, kính thưa. Dạ, kính thưa quý vị khán giả. Dạ, thưa. Cái gì alo, vậy? Alo. Hát được chưa? Ê. Gì hả? Đớt, dạ. Cái gì vậy? Cái gì mà em tạo dáng, em tạo góc khác cũng được. Mà làm gì cứ đứng ngay trước mặt anh mà tạo dáng vậy? Ở ngay trung tâm tạo dáng mới đẹp. Mà nó che cái mặt của anh. Nó già qua bên đi, trời ơi, nhà tôi mà lớn quá à. Chủ nhà mời khách tới chơi phải để cho chủ nhà vui vẻ thoải mái. Rồi anh. Rồi xong rồi đó, mình ăn chưa? À, ăn cái gì mà ăn, mới vô mà ăn uống cái gì? Ủa đâu, anh rủ em lại đây là mình ăn buffet chay mà. Thì có luôn. Nè nói nghe nè. Có. Ở đây là ăn buffet chay xong rồi mỗi người cầm 30 triệu đi về nữa. Thôi mời. Khỏi mời, con nhỏ kia nó ăn hết nguyên cái quầy rồi kìa. Trời đất ơi. Khỏi mời. Phát em vô em lụm buca ra giùm anh coi. Hả? Không sao đem về được. Không sao đem về được. Ủa Nhi ơi, nhà anh Nhi ơi. Nhà anh làm như nhà em mời khách nhiệt tình của chị Nhi. Dạ, em xin lỗi. Đồ ăn của anh mà anh bỏ tiền anh mua đó. Có còn gì đem về được không? Lấy cái salon, cái salon hả? Chút xíu đi rồi ăn nghe em nha. Giảm cái nết ăn của mình lại một chút nữa không cân. Đó. Dạ. Ê trời, nó giấu vô túi thiệt kìa trời ơi. Không, để anh chỉ cho. Em cứ bỏ túi đi, xong rồi bây giờ lát nữa về á lấy cái đầm vắt ra làm nước ép nho. Đúng không? Mai mốt mà anh mời khách tới nhà dự tiệc á, chắc phải mời khách mà phải có quy định là mặc đầm như Diệu Nhi nè, không có chỗ giấu đồ. Dạ có anh à, em ẩn lắm, là rút kinh nghiệm. Trời ơi, có luôn quý vị ơi. Có cái túi luôn quý vị ơi. Ghê thiệt. Kinh nghiệm. Ủa Nhi ơi, dường như em nói chuyện không được tự nhiên đúng không? Em chúm chúm miệng là bị gì vậy? Em xin lỗi mọi người. Làm duyên. Em quay phim bị dập môi. Môi đang bị sưng á. Dạ. Thôi bây giờ anh em ngồi xuống đi mấy đứa. Ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện sau. Nghe không? Ngồi xuống đi Buka, em kiếm chỗ em ngồi đi, em ăn quá. Để bây giờ cho anh lấy lại cái trạng thái mà thần thái tươi trẻ dễ thương này kia đó. Mấy đứa đếm đi. 1, 2, 3. Y chang luôn. Không có một biểu cảm gì khác. Ủa anh tưởng là khác lắm chứ. Không có. Rồi làm lại. 2, 3. Thần thái hoa hậu đó. Dạ. Chào đón tất cả quý vị khán giả và những người bạn đồng nghiệp của tôi đang đến với đêm tiệc cùng sao. Với con gái đây, cái cô gái mà ăn uống nhiệt tình không kể chủ nhà là ai đó, Puka. Còn người đẹp dập môi. Hôm nay rất là xinh đẹp với cái bộ đầm vàng, cái đôi giày màu vàng. Nhưng mà nụ cười không được tươi như mọi khi là bởi vì do tai nạn nghề nghiệp khi đi quay phim. Cái cảnh hôn nhau với nam diễn viên nào đó không biết. Thì đạo diễn chỉ cần kêu là hôn chạm nhẹ thôi, hoặc là hôn gió thôi. Thì Nhi đã dùng hết cái khả năng của một người con gái 20 mấy tuổi. Cái sức mạnh của một người phụ nữ chưa bao giờ được hôn. Và phóng tới cạp người bạn diễn. Cuối cùng người bạn diễn sợ quá, né qua một bên. Nhi nó cạp nhầm cái camera. Cho nên là bây giờ Nhi không được tươi như mọi khi, nhưng vẫn dành cho Nhi một tràng vỗ tay. Và anh chàng baby thư sinh trắng đỏ đen kia đó chính là ca sĩ Đào Ngọc Sang. Và kế bên một người con trai với bộ vest màu xám, lịch lãm, Võ Tấn Phát. Sao thấy phong cách mặc đồ giống nhau quá vậy ạ? Dạ em biết cái gu của chủ nhà đó anh. Ủa dạ. Đây là lần đầu tiên em tới dự tiệc của chủ nhà chứ không phải như nhiều người tới hoài mà biết giặt vậy. À đó. Trời ơi, mới tới mà căng ghê à. Trước sau cũng bị dập nè. Lạnh quá rồi. Lạnh quá.
Đây, giới thiệu cho các bạn hai người bạn mới của Đại Nghĩa đây. Bạn Anh Tuấn làm nhân viên văn phòng. Nhiêu tuổi em? Ít tuổi là bao nhiêu? Hăm mí hay ba mí? Ba mí rồi. Ba mí mà vẫn còn trẻ đẹp trai. Ở đây có các cô gái chưa có bồ, chưa có chồng, chẳng hạn như là Puka, như là Diệu Nhi. Đó, thì các em cứ việc làm quen với nhau nha. Tia hết rồi hả? Từ từ. À đó, cảm ơn em. Và kế bên là cô gái cũng rất là xinh xắn nè, Ngọc Trâm, làm nhân viên văn phòng luôn. Ngọc Trâm, em ngồi kế anh Đức, em có cảm giác gì không? Dạ em rất là hồi hộp. Hồi hộp, anh Đức anh nhiệt tình, anh dễ thương lắm. Anh thật sự ra anh để ý em từ nãy rồi. Dạ. Mặc dù nhìn nãy giờ em đứng lên em rất bẽn lẽn, nhưng mà cái đoạn nhảy đó em cởi này. anh thấy. Em phiêu theo anh đó. Ok. À, cái bên thì gương mặt cũng đã quá quen thuộc với chúng ta và cũng là khách đến nhà Đại Nghĩa lần thứ mấy rồi không nhớ rõ luôn á. Dạ. Anh Đức. À. Dạ, cái người mà... Thôi đi, để em tự giới thiệu, em Lê Dương Bảo Lâm. Lâm tưởng giống như live show chạy đi giao lưu khán giả. Dạ thưa quý vị khán giả, đây là những người bạn đồng nghiệp của Đại Nghĩa. Và trong đó có hai người không phải là trong giới nghệ thuật, nhưng mà anh cũng muốn mời họ tham gia buổi tiệc cùng với chúng ta. Và những người làm trong giới như chúng ta đây nè là quá dạng dĩ, quá quen biết nhau. Hãy cố gắng hỗ trợ làm sao để cho hai người bạn này khi ra về sẽ nhận được những cái số quà, rồi số tiền thưởng hấp dẫn từ chủ nhà là anh đây nha. Và bên tay trái của Đại Nghĩa đây có hai chàng trai đẹp trai, bốn cô gái xinh đẹp, là những người sẽ sẵn sàng phục vụ chúng ta nước uống nè ha, bánh ngọt nè ha, trái cây nè ha, bắp rang bơ nè ha, tất cả mọi cái. Lẽ ra có phục vụ cái nho nữa, nhưng mà nho thì đã bị một người nọ ăn cắp rồi. Và bên tay phải đây chào đón ban nhạc Cùng Sao và ca sĩ Hồng Gấm. Có lẽ phải có một cái sự sắp xếp nhẹ nhẹ ở đây ha. Puka. Dạ. Anh nghĩ rằng cái góc mặt của em đẹp á thì dạ, sẽ phải ngồi bên đây. Ủa em tưởng em không góc chết mà anh. À, không, mặt em chết nhiều góc lắm. Đâu anh? À, em cứ ngồi đi rồi anh sẽ điều động tiếp. Đó, ngồi đó đi, đó. Em không quên cái chùm nho. Rồi bây giờ anh Tuấn qua đây nè em. Mời anh Tuấn qua đây. Đó. Rồi bây giờ đến ngắm nghía tí xíu coi. Đó. Đức qua đây đi em. Đúng rồi đó, em đừng cho em ngồi kế Puka. Đức. Ngồi kế Puka, nhiều khi máy không quay chúng em đâu, tại cái này phô. À vậy hả? Đức ngồi kế Diệu Nhi nha, rồi mời sang qua đây. Sao cái này của em nó rớt hoài vậy? Anh thấy cái đội hình vậy là cân nè. Đức với lại Diệu Nhi, cái tông màu nó giống giống nhau đây, màu vàng vàng. Wow. À, nó rất là hợp với cái bộ ghế nhà anh. Mai mốt mà ví dụ như cái bộ ghế nhà anh mà bán đi á, anh mời hai đứa tới làm cái ghế cho anh nha. Ngọc Trâm, em xin nhờ anh làm đội trưởng. Còn bên đây thì mời anh Tuấn sẽ là đội trưởng của đội bên đây. Đến đêm tiệc Cùng Sao của anh thì các em sẽ phải trải qua tất cả là 5 thử thách lận ha. Và mỗi thử thách chúng ta sẽ có những cái điểm số ghi nhận lại cho đến cuối. Và nếu như đội nào mà khi kết thúc trò chơi thứ 4 điểm số cao hơn sẽ bước vào cái trò chơi cuối cùng là trò chơi thứ 5. Và qua trò chơi thứ 5 chúng ta sẽ có một cái số tiền thưởng rất là lớn, có thể lên tới 30 triệu đồng dành cho người đội trưởng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với trò chơi đầu tiên của đêm nay, trò chơi của đêm tiệc Cùng Sao. Sẽ đến với trò chơi đầu tiên của đêm nay. Trò này rất là vui, đòi hỏi chúng ta phải nhanh tay, lẹ mắt, và chúng ta phải nhanh trong cái việc mà chúng ta làm cho người khác hiểu ý của mình. Trò này có tên là Bùm Chéo Bất Ngờ. Ở đây anh có một cái tour. Trong cái tour này anh sẽ bỏ vào đó những cái lá thăm. Và mỗi một lượt chơi anh sẽ mời hai bạn của hai đội lên đây. Từng người sẽ bóc lá thăm lên theo cái chủ đề mà anh đã đưa ra trước. Sau đó đọc cái từ khóa trong lá thăm và sẽ phải diễn tả bằng lời nói, bằng hành động, làm sao cho ba người ngồi bên dưới của đội mình đoán chính xác được cái từ khóa đó. Khi mà đoán đúng một cái thì mình lập tức mình đẩy cái tô qua bên kia. Bên đây cũng y chang vậy, bóc cái lá thăm, đọc rồi diễn tả thiệt lẹ, nhưng nhớ không được nói cái từ trùng khớp với từ khóa các em nha.
Và cứ một lần mà người bạn của mình đoán đúng được cái từ khóa, mình sẽ có một điểm cho đội. Nhưng mà thời gian cái tour này bùm chéo bất ngờ, lúc nào chưa ai biết. Cho nên nhiệm vụ của mình là phải diễn tả thật nhanh, đoán thật lẹ và đẩy cái tô đi ra khỏi vị trí của mình cho nó an toàn. Và cái tô này nó bùm chéo bên đội nào thì xem như bên đội đó mất điểm của cái lượt chơi đó. Các em rõ chơi nè? Rõ. Rất dễ. Và ở đây anh phát cho mỗi em một cái mắt kiến để bảo vệ đôi mắt xinh đẹp của mình đó mà. Bởi vì nhiều khi anh sợ khi nó bùm chéo á, cái giấy nó bay vào trong mắt của mình. Em có bị cận không? Dạ không. Không có bị cận thôi, em cứ đeo đi không có sao đâu, yên tâm. Và nếu như các em thấy rằng cái từ khóa đó nó khó để diễn tả, hoặc mình diễn hoài chứ không ai hiểu ý mình hết, có quyền bỏ qua, dục lụm tờ khác đọc để diễn tả nha. Rồi, bây giờ anh sẽ mời lượt chơi đầu tiên, mời hai chàng trai Võ Tấn Phát và Lâm. Yeah, nó có lửa nè. Lâm ơi, bên đây em, bên đây em. Dạ, chỗ này của bên đây, em. Bên đây, bên đây. Dạ. Cái chủ đề đầu tiên của chúng ta đó là Tết Nguyên Đán nha. Đây là những lá thăm này nha mấy em. Đó. Dạ. Đó. Bây giờ thôi, bây giờ hai anh em quy định đi, bên nào bốc trước. Phát vào trước đi. Rồi, phát nhỏ mình bốc trước. Mình ngồi đây mình cũng đứng đeo mắt kiến đi, nổ tới đây luôn đó. Tập trung, ở dưới tập trung. 1 2 3 bắt đầu. Diễn tả liền. Hai từ. À, đầu năm lần mình đi làm gì? Ly xì. Chúc Tết. Chúc Tết. Đúng rồi, đẩy qua. Vậy chứ mày ơi. Cái gì? À, đào. Mai. Mai. Cành mai. Nổi. Nguyên luôn. Cây mai. Đúng rồi. Ba từ. Cái gì mà mình thường mình chưng lên mâm ngũ quả. Chính xác. Đúng rồi, đúng rồi, đẩy qua, đúng rồi. Dương làm cố lên. Nấu gì? Mẹ nấu gì? Mẹ nấu cháo. Mày. Bánh chưng. Mẹ nấu cơm. Đòn gì? Bánh tét. Đúng rồi. Ba từ. Cái gì mình bỏ tiền vô để mình đưa cho. Bao lì gì? Dạ, chính xác. Ủa, sao mày nói vậy? Đẩy, lao đẩy. Dương làm cố lên. Nấu lên. À, cái gì? À, cẩn cái chép anh trời. À, ông Táo. Đúng rồi. Hai chữ. Đội mắm mà để dễ. Ông đồ. Không. À, cô bị gì? Cô. Ai thay đồ. Đấy quá. Nha, ba mư là kêu cái gì? Giáo đường. Đúng rồi. Anh làm mà làm bớt xíu là anh. Em chưa đụng luôn. Kệ em. Cái vấn đề thời gian ra hết. Gãy mắt kiến em rồi. Cái này là trả nghiệp đó. Nó nghe nè, ai làm gãy của em? Anh Buka nói hả? Anh nói là mày nó coi cái mắt kiến người ta nè. Thôi anh đâu Buka tại em nghĩa đeo đẹp mà em, có gì đâu, vẫn đeo được nè, thấy không nè, đó anh đợi anh đi, hiểu không? Đòi lại liền đi anh, em nhớ đây anh, đòi lại liền. Anh ơi, cho em đổi thành viên được không? Sao vậy? Ủa, em trả lời đúng hết luôn á, một mình giao em thừa mà mẹ nấu cháo. Và em nói 30, nó nói 30 chưa phải là Tết. Nó nói cái gì nó không hiểu gì luôn. Đi qua anh kia đi. Câu cuối cùng sai. Câu cuối cùng sai. Bất ngờ là vậy đó, bùm chéo bất ngờ mà. Lâm rất là may mắn khi vừa diễn tả được cho bạn mình đoán xong, đẩy cái tô qua tới bên đây là nó nổ cái bùm một cái phát chưa kịp bóc luôn. Như vậy là cái lượt chơi vừa rồi, đội chiến thắng là đội của Ngọc Trâm với 4 điểm. Yeah. Mặc dù Dương Lâm bị mất cái kiến, nhưng mà với 4 điểm đó anh nghĩ rằng Lâm cũng vui. Không vui. Không vui cũng ráng chịu đi chứ biết sao giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi tiếp theo. Anh mời hai đội trưởng. Chủ đề dành cho hai em đó là các loại mứt Tết. Nãy bên đây mình thua phải không? Ưu tiên cho mình làm trước luôn. Chuẩn bị, bắt đầu. Nhanh tay nhanh chân nè. Trăm mười cố lên. Mấy chữ? Hai chữ. Cái loại mà cái gai. Quả sầu riêng. Mứt sầu riêng. Chân một chân. Có loại cái gai. Mùi. Qua đi, mùi. Qua đi. Mặn cầu. Cái mùi. Thường. Mặn cầu. Ok, bỏ qua. Qua đi, nhanh lên. Nhanh lên. Luộc. Mấy chữ. Ba chữ. Cái chữ đầu luôn là có chữ trên kia rồi, hai chữ. Một cái củ ở dưới. Mứt khoai lang. Chính xác. Ờ, đúng rồi. Đẩy qua lẹ. Trời ơi, bỏ cái gì vậy? Cái luộc. Cái gì mà nạo bánh chè? À, chưa. Bánh chưa. Quá. Sao rồi mà thấy không? Đẩy ghê quá. Em đang bánh dừa đầu tiên. Cái trái màu đỏ nhiều hộp. Cái thanh long. Dừa hấu. Hấu bà ơi. Mứt dừa hấu. Mứt tắc. Hạt dưa. Làm xin đậu, làm xin thố. Ờ, cái gì cũng là thanh long. Thanh long. Nhìn lên. À, màu đỏ nhiều. Qua đi, qua đi. Dưa leo với lại. Dưa cà chua. Chính xác. Có cà chua. Nổ rồi mới đẩy qua. Đẩy qua rồi, giống như bên kia. Y hệt như bên kia. Vừa cầm vô là nổ rồi. Ai
làm mất cà chua được. Đây, tôi phân xử. Bây giờ tôi đứng gần nhất. Đẩy rồi. Ông mới chạm tay vô thôi là nổ rồi. Ông chưa kịp đẩy qua bên đây. Quang ức quá. Mà mất gì mà mất cà chua. Làm cho bạn Trâm em không chơi được cái gì hết. Quang ức cái gì? Trên đời này ai ăn mất cà chua rồi? Mất dễ quá mà diễn không ra trời. Mất cà chua là mất gì? Không biết chưa ăn. Mất cà chua không biết hả? Không. Rồi đó, cái trái cà chua người ta làm mất ra, người ta xẻ như cái bông này nè, người ta ép dẹp lại một cái miếng này nè, nó như cái bông 5-7 cánh vậy đó. Cái đó giống hồng với tắc rồi chứ làm gì có mất cà chua. Đúng rồi, tại sao cà chua ăn tươi ngon, đẹp da không ăn, phải đi ăn là mất, đúng không? Nên không có. Cái đó là chuyện của người ta. Trời ơi, bây giờ mình thua rồi. Cái chuyện tại sao làm mất cà chua? Mời hai bà chỗ. Ừ. Chắc là nhiều nữa. Tôi không cảm tâm. Lượt chơi này Ngọc Trâm đã mang về cho đội của bạn 1 điểm. Tiếp theo mời Đào Ngọc Sang, anh Đức. Cố lên Sang ơi. Anh sợ nổ lắm. Chủ đề tiếp theo của chúng ta, món ăn bắt đầu bằng chữ bánh. Cái chữ bánh có thể các em lặp lại được cái bánh gì đó, nhưng mà không được lặp lại cái từ phía sau cái từ bánh. Nãy giờ bên đây hai lần chơi trước thua hết rồi. Bên đây nha. Dạ. Rồi, để Sang trước nha Trang. Nổ luôn cũng được nữa. Chưa, nổ liền đi anh. Thời gian bắt đầu. Mập, bánh gì mập. Bánh tay heo. Bánh gì mập. Bánh lỗ tay heo. Bánh mập. Bánh tay heo. Đồng nhiễu từ mập. Bánh tay heo. Chạy qua. Chạy nhẹ thôi. Trả lời đúng là anh cứ trả lời. Bánh gì mà lột da. Bánh tay lợn. Bánh da lợn. Bánh da lợn. Bánh bia. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẩy anh. Đẩy không được vậy. Tôi đẩy không được nè. Nó nổ bên này rồi sao. Đừng để đây. Đồng đội trên phải hợp tác nhau. Bánh gì? Bánh gì bỏ rồi. Rồi. Bánh gì mà nổ. Bánh pháo. Bánh gì mà nổ. Bánh pháo. Bánh tét. Bánh xèo. Không. Bánh gì mà nổ. Bánh xèo. Chính xác. Cái bánh gì mà cái trái con khỉ ăn á. Bánh chuối. Ờ đúng rồi. Đẩy bánh rồi. Bánh gì mà. Nổ. Cây yên. Bánh thảm. Bỏ qua. Bỏ đi. Bánh gì mà em nói cái tấm thảm vậy? Dạ bánh cuốn á. Bánh cuốn. Ủa bánh cuốn nó có liên quan gì tới tấm thảm? Cuốn cái tấm thảm. Dạ, em không biết cái giải thế nào nhưng mà thảm thì nó cuốn lại. Ồ, trừu tượng quá. Và vừa rồi thì anh Đức đã mang về cho đội của mình 2 điểm. Hai điểm mà hả? Đây, mời hai cô gái Puka, Diệu Nhi. Ủa cái kiến ở đâu rồi? Coi chừng nha, cái chỗ này người ta gài chốt cái gì đẩy không được. Chủ đề dành cho hai em, những từ bắt đầu với chữ xe. Nhi, bắt đầu nha. Dạ, ok, em thoải mái. Bắt đầu. Thì cứ có 2 từ thôi, 1 từ là từ xe, là từ còn lại là thôi bỏ, em bỏ. Nhanh lên, đừng có được. Cái xe này nè, là người ngồi đằng trước. Xe máy, xe đạp. Xe lôi. Có chữ kéo. Không phải người. Mấy từ. Rồi em cho 3 từ. Bỏ đi. Đẩy đi. Trời ơi nó biết chơi, đuổi về đi. Cái xe này. Cái bình cái xe này nó lăn. Chính xác, chạy qua. Cái này 2. Ngày xưa mình hay chơi game đó mà bắn xe. Xe gì bắn xe tăng. Rồi. Cái này xe tăng. Cái xe này là ai cũng có nè. Xe hơi. Cái này là con nít nó ấy. Xe đạp. Không phải xe nhưng mà con đồ nít chơi. Nó. Đồ chơi. Cái xe này là cái xe khó lắm nè. Cái xe mà. Xe lăn. Xe lăn. Không phải cái xe con nít chơi á. Xe đẩy. Xe đẩy. Xe ba. Xe con nít. Qua đi. Gì anh cũng đoán được á, anh nhìn cái mặt em là anh hiểu cái xe gì rồi. Sao Puka, cái từ cuối cùng là gì? Xe cút kích, mọi người không đoán được anh à, em đó. Hay khó quá, bỏ qua đi. Em đã cố gắng ụt ịch rồi mà mọi người vẫn không biết cút kích. Tại vì mọi người không có chơi trò chơi đó. À. Cái xe cút kích hình như là cái xe mà để người ta đẩy xà bần mà. Đúng rồi. Em la xe con nít làm sao? Em tưởng xe đó của con nít chơi. Ủa chứ cái xe mà con nít chơi mà chạy lên đạp cạch là xe gì? Xe đạp. Cái xe đó không có trong từ điển luôn em giải thích. Không biết luôn á.
Và với cái lượt chơi cuối cùng này thì Diệu Nhi đã mang về 3 điểm. Kết thúc trò chơi thứ hai của đêm nay. Điểm số của hai đội tạm thời như sau. Đội của anh Tuấn 5 điểm. Đội của Ngọc Trâm 5 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với trò chơi thứ hai của đêm nay. Đêm tiệc cùng sao.